Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website thời trang TT Shop. Thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái phần menu drop down dạng mega menu như vậy. Thì bữa nay thì tôi sẽ tiếp tục đi hướng dẫn các bạn làm cái phần menu sidebar. Thì bữa nay thì tôi sẽ làm cái phần menu sidebar ở bên này. Rồi, thì tôi sẽ đi vô cái đồ z của tôi. Tôi sẽ tiện mở cái trang index lên và tôi sẽ tiếp tục đi viết code. Tôi sẽ viết code ở dưới này. Đầu tiên tôi có một cái thẻ là thẻ section. Section này tôi sẽ cho nó một cái class. Là bằng section show cây. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ có một cái thẻ if. Thẻ if này tôi sẽ cho nó cái class là bằng container. Rồi, bên trong nó thì tôi lại tiếp tục có cái thẻ if nữa. Edit này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng row. Rồi tiếp tục thì bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ edit nữa. Edit này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng column medium 3 và column length 3. Rồi tôi sẽ copy cái khối này xuống. Còn cái khối còn lại thì tôi sẽ cho là chính là 9 cột. Column medium 9 và column length là 9. Rồi, tôi sẽ quay lên đây và tôi sẽ tiếp tục viết code. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có một cái thẻ nắp. Nắp này thì tôi sẽ cho nó cái class. Vâng. Main cái càng nắp. Rồi tiếp theo thì tôi có cái này H3. H3 bên trong thì tôi sẽ cho nó cái nội dung là on category. Rồi tiếp theo thì bên dưới nó thì tôi sẽ có một cái thẻ UL. Rồi thẻ UL này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng main nap UL. Rồi tiếp tục thì bên dưới nó thì tôi sẽ có cái thẻ NI. Thẻ NI này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng hsub. Rồi bên trong nó thì tôi có cái thẻ A. Thẻ A này tôi sẽ cho nó cái href là bằng tạm thời thì tôi sẽ để cho nó là dấu thẳng. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái nội dung là woman fashion chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi có một cái thẻ span. Span này tôi cho nó cái class là bằng sub row. Theo thì bên dưới thì tôi có cái thẻ UL. Rồi, bên trong thì tôi có thẻ NI. Rồi, bên trong thẻ NI thì tôi cũng có cái thẻ A. A thì tôi cũng cho nó cái href là bằng tạm thời tôi cũng để là dấu thẳng. Rồi cái nội dung thì tôi cho nó là menu item one.
Rồi tôi cũng copy nó xuống để tôi tạo ra thành cái menu item 2 và lên menu item 3. Rồi tôi đi cho save. Rồi tôi sẽ lên trình duyệt và tôi refresh lại trình duyệt. Đó, thì hiện giờ cái phần menu sidebar của tôi nó như vậy, thì nó chưa có cái style hết gì hết, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết chỉnh sửa sau. Tiếp tục thì tôi sẽ copy mấy cái khối này, tôi sẽ copy cái khối này xuống. Cái chỗ này thì tôi sẽ sửa thành main faction. Rồi, cái chỗ này thì tôi sẽ sửa thành kit faction. Và cái chỗ này thì tôi sẽ sửa thành accessory. Đó, tôi cho save. Rồi tôi cũng đi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái menu của tôi hiện giờ nó như vậy. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ xuống dưới và tôi thêm cho nó một số cái thẻ NI nữa. Tôi sẽ cho nó cái thẻ NI. Rồi bên trong nó thì tôi sẽ có cái này à. Tôi cho nó cái href bằng, tạm thời tôi cũng để cho nó là dấu thẳng. Trong cái menu A này chẳng hạn như tôi cho nó cái nội dung là ít cao chẳng hạn. Rồi tiếp tục thì tôi cũng copy cái khối này xuống, cái menu này xuống và tôi chỉnh sửa. Đó, tôi sẽ copy cái dòng này xuống. Cái chỗ này thì tôi sẽ chia sẻ lại cái nội dung cho nó là chẳng hạn như là best seller chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ sửa cái chỗ này thành là code view in chẳng hạn. Đó, nhiều người xem nhất chẳng hạn. Hoặc là cái chỗ này thì tôi sẽ sửa lại thành cái nội dung là menu là service chẳng hạn. Rồi cái chỗ này tôi sửa thành là menu contact chẳng hạn. Đó, rồi tôi cho save. Rồi tôi cũng đi refresh lại trình duyệt. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết style cho cái phần menu sidebar này. Đầu tiên thì tôi muốn ẩn mấy cái icon, mấy cái chấm chấm này đi, thì nó là mấy cái nick tag, thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ đi cho cái folder bay và tôi sẽ mở cái file bay lên và tôi viết style ở trong cái file bay này, vì tôi muốn viết mấy cái style chung thì tôi sẽ viết ở trong này. Ví dụ như tôi sẽ cho cái folder NI. Thì tôi cho nó cái nick tag là 2.lần. Rồi tôi cho save. Tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó thì mấy cái nick tag nó đã bỏ. Tiếp theo thì tôi sẽ đi vào cái folder NL và tôi tạo ra một cái file mới. Cái file tôi sẽ đặt tên là home.scs. Tôi đi vô Z. Tương tự thì tôi cũng đi mất cái file home scs này vô cái file main. Đây đây là cái file main, thì tôi sẽ mất cái file home vô đây. Tôi sẽ mất cho cái sửa chỗ này thành home.scs. Rồi tôi vô save. Rồi sau đó thì tôi sẽ mở cái file home này lên và tôi sẽ đi viết code ở trong file home này. Thì tôi sẽ viết style cho cái phần menu sidebar và các phần còn lại tôi sẽ viết trong cái phần trang home.scs này. Rồi tôi sẽ bắt đầu viết style cho nó như sau. Trên này thì tôi sẽ ghi chú này. Tôi sẽ ghi chú là style for home page. Rồi tiếp theo thì tôi đầu tiên thì tôi sẽ viết style cho cái class section showcase này. Tôi sẽ copy cái tên class và tôi sẽ đi qua đây. Tôi sẽ viết như sau. Thì ở bữa trước thì ở cái phần header này thì tôi có một cái class là header main, thì tôi muốn viết thêm cho nó một cái thuộc tính là margin bottom, thì tôi sẽ đi viết cho nó, thì tôi sẽ mở cái trang header main và tôi sẽ đi viết style cho cái phần này. Tôi sẽ để cái header main ở đây, rồi tôi sẽ cho nó cái margin bottom chẳng hạn, đây tôi cho là khoảng 70 pixel chẳng hạn. Tôi đi cho size, rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Thì nó đã căn chỉnh lại cho tôi như vậy.
Rồi tiếp theo thì tôi sẽ qua cái trang home và tôi sẽ đi viết style cho nó. Đầu tiên thì trong cái section showcase thì tôi có một cái class là container, thì tôi sẽ viết style cho cái class container này. Tôi sẽ để đây. Thuộc tính container này thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là bedding name không kích sổng. Rồi tôi cho sai. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Rồi thì nó căn cái mặt hình nét lại cho tôi như vậy. Nó sát hơn. Rồi tiếp theo thì bên trong đó thì tôi có cái class là main nap. Tôi sẽ viết style cho cái này, class này. Tôi sẽ viết style cho nó ở đây. Main nap này thì tôi đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái big tab. Chẳng hạn thì tôi xuống dòng thì nó sẽ nhìn. Cao thì tôi cho nó cái mã màu là LGBA, tôi cho nó là 160, 7, 193, 7, 199, rồi 100.00, rồi tôi cho save, rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó, thì bây giờ nó đã có cái màu background như vậy. Rồi, tiếp theo thì tôi cho nó cái quick. 270 pixel. Rồi tôi vô save. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì nó căn lại cái chiều rộng cho tôi. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái hay cái chiều cao và cái phần menu sidebar này. Thì tôi sẽ cho là 500 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi đi cho save. Tôi sẽ refresh lại trình duyệt. Đó thì cái chiều cao nó ngắn lại như vậy. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi có cái thẻ UL. Thì tôi sẽ viết chỉ tay cho cái thẻ UL. Thẻ UL thì tôi sẽ cho nó cái padding bằng 0. Rồi tôi sẽ cho save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó thì nó đã căn lại cái phần menu như vậy. Tiếp theo thì tôi muốn viết style cho cái title on category này. Thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ có cái thẻ cái title này thì nó nằm trong cái thẻ H3 này. Thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ H3 này. Tôi viết ở trên này đi. Tôi sẽ cho nó cái background. Thì tôi cho nó mã màu là thăng D8. 1D22. Rồi tôi vô save. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái mã màu nó thay đổi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái padding. Padding thì tôi cho là 15 pixel. Rồi tiếp theo thì cái màu chữ thì tôi sửa lại cho nó là thành màu trắng. Thì tôi cho nó là color white. Rồi tôi vô save. Rồi tôi sẽ refresh lại trình duyệt. Đó, thì nó đã thay đổi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ thêm cho nó cái border. Cái border thì tôi sẽ cho nó cái border. Và tôi cho nó là 2 pixel. Cái size cho 2 pixel. Sorry. Rồi color thì tôi cho là thăng 590F0F. Rồi tôi cho size. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì nó có thêm cho tôi cái border như vậy. Rồi cái tiếp theo thì tôi cho nó cái test transform. Thì cái test transform này tôi cho nó uppercase. Tôi cho nó uppercase để cho nó in hóa hết. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì nó đã viết in hóa hết cho tôi như vậy. Ở đây thì cái trường hợp cái border này thì đây cái hộp border này thì chúng ta phải sử dụng nhiều lần, ví dụ như ở bữa trước ở cái trang header. Trang header thì bữa trước thì tôi cũng cho nó có cái border, tôi phải gọi cái thuộc tính border rất là nhiều lần, thì tôi sẽ đi tạo ra một cái hàm add border ở cái bên cái trang missing để mà chúng ta tiện sử dụng hơn. Thì tôi sẽ dùng cái trang missing này là tôi sẽ tạo ra một số cái hàm cho nó, ví dụ như ở trong trường hợp này
thì tôi sẽ tạo ra cái hàm là add border. Tôi sẽ ghi chú ở trên này là, ví dụ này là, tôi sẽ ghi chú lại là sum function chẳng hạn. Rồi tôi sẽ đi tạo ra một cái hàm thì tôi sẽ sử dụng từ khóa là a cộng vsync. Rồi tôi sẽ có cái hàm là add border. Rồi các tham số truyền vào thì đầu tiên thì tôi có là dollar size. Rồi tiếp theo là dollar color. Rồi tiếp theo là dollar position. Rồi đầu tiên thì tôi sẽ có tiếp theo thì a cộng if. Rồi tiếp theo là dollar position. Thì đầu tiên là bằng bằng, nếu mà đầu tiên thì tôi có cái position là on, cái cũng là tất cả. Nếu mà tất cả thì tôi sẽ cho cái border này border, và theo là đô la size. Rồi theo là sorry. Rồi tiếp theo là đô la color. Đó, nếu mà tất cả các vị trí thì tôi sẽ size như vậy. Rồi tôi cho size. Rồi cái missing này thì ở bên trang bên này thì tôi cũng đã mất cái file missing cho như vậy. Và tiếp theo thì tôi sẽ đi sử dụng cái hàm add border này, chẳng hạn như là tôi sẽ vô lại cái trang home này, và trong trường hợp này thì ở đây thì tôi có cái border như vậy, tôi muốn xài lại cho nó như sau. Tôi sẽ xuống dòng cho nó dễ nhìn đấy. Tôi muốn chẳng hạn như là tôi sẽ thay thế bằng cái hàm add border thì tôi sẽ gọi a cộng include, và tôi sẽ gọi cái hàm là add border, và cái tham số truyền vào thì đầu tiên thì tôi sẽ có donor size thì tôi sẽ cho là 2 pixel. Rồi tiếp theo là dollar color thì tôi sẽ cho cái mã màu này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho cái position là on. Đó. Còn cái thuộc tính này thì tôi sẽ bỏ đi. Rồi bên trang home này thì tôi sẽ nick cho save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái kết quả nó vẫn như cũ. Đó. Cái hàm add border này nó vẫn như cũ. Rồi tiếp theo thì chẳng hạn như bên này, nếu mà cái position nó bằng các vị trí khác thì tôi cũng tương tự tôi cũng làm cho nó. Ví dụ như tôi copy cái này xuống. Ví dụ như tôi cũng a cộng theo if position chẳng hạn như là bằng top chẳng hạn. Thì cái chỗ này thì tôi sẽ gạch sửa lại là thành border top. Đó. Rồi tiếp theo thì tôi cũng copy xuống và tôi sửa cho các vị trí còn lại, chẳng hạn như position bằng bottom chẳng hạn, thì cái chỗ này thì tôi sẽ sửa lại thành bottom. Rồi tiếp theo thì tôi muốn cho nó cái vị trí là bằng left chẳng hạn, border left thì tôi sẽ sửa lại là bằng left. Đó, chỗ này thì tôi sẽ sửa lại thành border left. Rồi tiếp theo thì chỗ này thì chẳng hạn như là border right chẳng hạn, tôi sẽ sửa lại cái gì position là right và border thì tôi sẽ sửa thành border right. Rồi chẳng hạn như mà tôi muốn cho nó cái vị trí là bằng top bottom chẳng hạn, thì tôi sẽ sửa chỗ này là top bottom. Rồi cái chỗ này tôi sẽ copy cái border bottom này xuống, chẳng hạn như chúng ta cho muốn hai cái border hai cái cạnh trên và cạnh dưới chẳng hạn. Đó thì ta sẽ làm như vậy. Theo thì chẳng hạn như là tôi muốn cái border sửa lại cho nó border left và right chẳng hạn, cho cạnh trái và cạnh phải. Tôi sẽ làm như sau. Cái chỗ này thì tôi sẽ sửa lại thành border left. Và cái dòng dưới này thì tôi sẽ sửa thành border right. Rồi tôi đi cho save. Đó. Thì chẳng hạn như bên cái trang header này, header này mấy cái chỗ border này thì tôi cái sửa này tôi cũng gọi a cộng include add border. Ví dụ như tôi cho nó cái size là 1 pixel. Rồi cái mã màu là thẳng E7. Rồi tiếp theo thì cái position là tôi cho nó là left right. Đó.
rồi hai cái dòng này thì tôi sẽ bỏ đi. Đó. Bên trang PC này thì tôi đã nick cho say rồi. Rồi tiếp theo thì chẳng hạn đây tôi đi xuống dưới được kiểm tra nữa. À, thì nó còn ở đây thì tôi còn có cái border bottom này, tôi cũng sửa lại thành chỗ này thì tôi sẽ sửa lại thành tôi cũng gọi cái hàm a cộng include add border và tôi sẽ sửa lại cái size là tôi cho là 1 pixel rồi cái màu cái mã màu thì tôi cho là đồ đá pink color rồi cái position thì tôi cho là bottom. À, tôi sẽ bỏ cái dòng này đi. Và tôi sẽ nick cho save. Rồi tôi sẽ define lại trình duyệt. Đó, thì cái bottom bước trước thì tôi cho thêm cho nó cái bottom trên mấy cái menu main fiction, human fiction, kick fiction này, cái men mấy cái menu chính này. Đó. Theo thì tôi sẽ trở lại về trang home và tôi sẽ viết tiếp tục viết cho cái trang home này. Tiếp theo thì tôi sẽ viết style cho mấy cái thẻ AM này. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Tôi sẽ vô đây. Thì đầu tiên thì tôi trong này thì tôi có mấy cái thẻ A thì tôi sẽ viết style cho mấy cái thẻ A này. A thì tôi sẽ cho nó cái color. Thì bên cái trang video này thì tôi có cái bay phong color thì tôi sẽ xài cái mã màu này. Rồi tiếp theo thì tôi có cái letter spacing. Tôi sẽ cho nó cái khoảng cách giữa các chữ. Thì tôi cho là 0.1 em. Rồi tiếp theo thì cái tôi muốn bỏ mấy cái dấu gạch dưới. Này, thì tôi sẽ cho cái text decoration là bằng đồng. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái phông quay cho nó cái chữ nó bự hơn thì tôi sẽ cho nó cái phông quay là bằng 500. Rồi tôi đi cho save. Thì nó báo error thì tôi sẽ đi kiểm tra. Thì nó sai là do chỗ cái nét tờ facing này tôi để sai, tôi phải để là dấu hai chấm rồi tôi cho sai rồi nó đã biên dịch thành công và tôi sẽ đi reset lại đó thì cái chữ nó đã thay đổi cái màu chữ và cái chữ nó đã bự lên như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ xuống dàng dòng đi viết cho nó dễ nhìn. Tiếp theo thì tôi muốn cho nó cái display, cái tính display tôi cho nó là block. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái padding. Đầu tiên thì tôi cho nó padding top là 8 pixel. Rồi tiếp theo là cái padding vai thì tôi cho là 0 pixel. Rồi padding bottom thì tôi cho là 8 pixel. Rồi padding nét thì tôi cho là 20 pixel. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái độ tính nó thay đổi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi cũng cho nó muốn gọi cái hàm add border thì tôi cũng add cộng include. Tôi muốn cho nó cái bottom border ở bottom mấy cái chỗ này thì tôi muốn cho nó cái border bottom thì tôi sẽ gọi add border và tôi cho nó cái size là 1 pixel rồi cái mã màu thì tôi cho là cái màu gray rồi cái vị trí thì tôi cho là bottom rồi tôi đi cho size rồi tôi define để trình duyệt đó nó đã có cái border bottom như vậy. Tiếp theo thì khi mà hover rồi thì tôi muốn cho cái thẻ A này nó thay đổi cái màu đi thì tôi sẽ như sau A hover. Rồi tôi sẽ cho nó cái background. Thì tôi cũng cho là RGBA. Tôi cho cái mã màu là 118. Rồi tiếp theo là 166. Tiếp theo là 174. Rồi tiếp theo là 1.0. Rồi tôi đi cho save. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt.
Rồi bây giờ tôi hover rồi, hover rồi thì nó cũng chuyển lại cái mã màu như vậy. Đó. Rồi tiếp theo thì đây. Đây thì tôi có một cái thuộc tính là sub row. Cái class này sub row này tôi sẽ đi cái style cho nó như sau. Sub row thì chẳng hạn như tôi thêm cho nó cái after, cái sau khi thì tôi sẽ cho nó cái content. Chẳng hạn như là xuyệt 203A. Rồi theo thì tôi cho cái thuộc tính là float. Right. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái margin right. Margin right tôi cho là 20 pixel. Rồi tôi cho nó cái transform. Cho nó là rotate. Thì tôi cho là 90 độ. 90 degree tức là 90 độ. Rồi tiếp theo thì tôi thêm cho nó cái thuộc tính là web kit transform. Nhưng mà ở các ngoại trình duyệt như là Firefox, Opera thì tôi sẽ thêm cái thuộc tính này để nó có thể hiểu được trên các ngoại trình duyệt này. Tôi cho rotate thì tôi cho là 90 độ. Rồi tôi sẽ click vào save. Rồi tôi sẽ đi tìm lại trình duyệt. Đó thì bây giờ mấy cái menu mà có cái class ta bằng sub row thì nó có thêm cái mũi tên như vậy. Đó. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ NI. Khi mà hover vô cái thẻ NI này, NI hover. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ chọn mấy cái sub row này. Cho nó thêm là after. Tôi sẽ cho nó cái content. Tôi sẽ chuyển cái content cho nó lại thành duyệt 2039. Rồi tôi mới cho save. Rồi tôi define lại trình duyệt. Và tôi hover rồi đó. Hover rồi thì cái mũi tên nó chọn lại như vậy. Rồi tiếp theo thì ở đây thì tôi có cái class là main nav ul. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Main nav ul thì bên trong cái main nav ul thì nó có cái thẻ ul. Tôi sẽ viết style cho cái thẻ ul. Tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là tên là display. Tôi cho là lần. Rồi tiếp theo thì trong cái UL này thì tôi có cái thẻ A. A thì tôi sẽ cho nó before. Thì tôi sẽ cho nó cái content. Content thì tôi cho nó là duyệt 203A. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái thuộc tính là margin. Cho nó mặc inline là bằng 10 pixel. Rồi tôi cho sạch. Rồi tôi đi đi phép lại trình duyệt. Rồi tiếp theo thì chỗ này thì nó lại có cái thẻ UL. Là mấy cái menu con thì tôi sẽ viết sai đó cái thẻ UL này. Bên trong cái UL thì tôi lại có cái thẻ A nữa. Đây, A nữa. Tôi sẽ viết style cho cái thẻ A này. Tôi cho nó before. Thì tôi cũng cho nó cái content. 2 chấm. Tương tự thì tôi cũng cho là xem 203A. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái mặt hình nếp. Tôi cho là 20 pixel.
Rồi tôi sẽ nick cho sạch. Rồi tôi đi khách lại trình dạy. À thì nó chưa hiệu đứng gì là do cái chỗ này tôi thiếu mất dấu chấm. Tôi sẽ thêm do cái dấu chấm như vậy. Rồi tôi sẽ nick cho sạch. Rồi tôi đi khách lại trình dạy. Đó thì bây giờ mấy cái menu nó đã thu nhỏ lại cho tôi như vậy. Đó. Rồi tiếp theo thì bên trong thẻ UR thì có các thẻ NI, tôi sẽ viết style cho các thẻ NI. Tôi sẽ viết style cho thẻ NI như sau. Thẻ chấm over. Rồi tiếp theo là cái thẻ UL. Rồi tiếp theo mình tôi cho nó cái thuộc tính display hay bằng lock. Rồi tiếp theo thì tôi cho thêm cái thuộc tính là background. Tôi cho cái mã màu là GBA luôn. Rồi tôi cho ở kia là 100, tiếp theo là 193, rồi tiếp theo là 199, rồi tiếp theo là 1.000. Đó, tôi sẽ cho cái khi mà hover rồi thì tôi sẽ che lại cái tính như vậy. Tôi cho rồi tôi sẽ defect để trình duyệt. Rồi tôi hover rồi, đó, khi hover rồi thì nó mới show ra được mấy cái menu item, mấy cái menu con như vậy. Đó. Đó. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái phần menu sidebar. Và buổi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi làm cái phần slider carousel ở cái chỗ này. Đó. Bữa sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái slider carousel ở đây. Tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.